Chào mọi người, ở clip này thì mình sẽ nói về cái cách làm phần cánh bướm còn lại của chiếc áo này nha. Vì trong clip hướng dẫn chỉ làm phần cánh bướm màu trắng và phần còn lại thì có nhiều bạn làm nó bị lộn phần cánh bướm nhỏ với cánh bướm lớn, nên clip này mình sẽ nói kỹ hơn. Thì ở phần cánh bướm trắng các bạn móc như thế này. Đây, khi mà bạn cầm mảnh móc để móc á, thì phần bắt đầu ở những cái điểm đây nè, lúc các bạn đánh dấu á, thì các bạn chú ý là khi làm ở phía đối diện của phần còn lại thì mình sẽ lật cái mặt sau lại để cho nó tương tự với khi mà mình móc cái mặt bên kia á. Đây, mình lật lại thì cái vị trí của cái phần bướm nó sẽ tương tự lúc mình móc, thì khi đó mình móc tương ứng nó sẽ không có bị lộn phần cánh nhỏ và cánh lớn. Đây các bạn chú ý cái phần hai cái râu của phần bướm nè, nó sẽ nằm phía bên tay phải của các bạn khi mà các bạn móc cái cánh bướm á. Nè, đó, mình sẽ móc vô vào năm cái vị trí này trên thân cánh bướm. Thì các bạn lưu ý là cái phần râu nó sẽ nằm bên phía tay phải, thì khi các bạn bắt đầu móc vào thì nó sẽ không có bị lộn. Đây là mặt trước của áo. Mặt trước của áo thì khi mình cầm lên để móc á, thì cái hai cái râu này nằm phía bên tay phải cái tay móc của mình nè. Đó là khi mình móc cái phần cánh bướm màu trắng ở bên này. Thì đó, sau khi móc xong phần này mình sẽ lật cái áo lại, thì phần hai cái dây râu của thân bướm nó cũng nằm bên tay phải, thì lúc đó mình mới bắt đầu lấy cái chỉ xanh này để mình móc cái phần cánh bướm còn lại.